chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 6 giờ đầu năm mới Mậu Tuất của Tư Vấn San, tvchessonline.com.au. Bản tin ngày hôm nay thứ hai 26 tháng 2 sẽ có những tin chính đáng chú ý sau đây. Ông Đinh La Thăng tiếp tục hầu tòa trong vụ án thứ hai gây thiệt hại 800 tỷ đồng. Dòng nhạc Nguyễn Hồng Anh được biểu diễn tại miền Tây Melbourne để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang, Hàn Quốc bế mạc ngày hôm qua ghi dấu ấn nhiều sự kiện thể thao và ngoại giao đáng ghi nhớ. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 19 tháng 3 tới, ông Đinh La Thăng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và đồng phạm sẽ bị đem ra xét xử trong vụ án gây thiệt hại 800 tỷ đồng tại PVN. Phiên xử dự kiến sẽ kéo dài trong vòng 10 ngày. Theo cáo trạng, trong thời gian giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVN, bị cáo Đinh La Thăng đã có hành vi ký thỏa thuận hợp tác, tham gia góp vốn với Hà Văn Thắm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ocean Bank, nhưng không thông qua Hội đồng Quản trị. Bị cáo Đinh La Thăng đã quyết định việc góp vốn vào Ocean Bank khi biết rõ năng lực yếu kém của ngân hàng này, với tổng số tiền PVN góp vốn vào Ocean Bank lên tới 800 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 22 tháng 1, sau 14 ngày xét xử sơ thẩm cùng các đồng phạm, bị cáo Đinh La Thăng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 13 năm tù về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Và tiếp theo là một số tin tức nước Úc. Nhận lời mời từ The Bowery Theatre của thành phố Brimbank, hôm thứ Sáu tuần qua, chủ báo TV Tuần San Nguyễn Hồng Anh đã tổ chức một chương trình ca nhạc của mình tại hí viện nằm trong trung tâm St. Albans Community vừa mới xây xong. Nguyễn Hồng Anh là người Việt đầu tiên được The Bowery Theatre mời đến trình diễn, nhưng chương trình cũng có sự góp mặt của nhạc sĩ Phạm Minh Hoàng, người Việt đầu tiên trình diễn nhạc cổ điển Tây Phương trên sân khấu này. Phát biểu đầu chương trình, cô giáng thơ của nhóm vũ AVA, Australian Vietnamese Arts, đã giới thiệu với khán thính giả về dòng nhạc Nguyễn Hồng Anh. Được biết, những tác phẩm của ông trải dài trong hơn 40 năm viết nhạc và trình diễn ở nhiều nơi, tại Úc cũng như hải ngoại. Các ca khúc có nội dung về tình yêu, quê hương, đấu tranh và nhân bản phảng phất triết học. Về phần mình, ông Hồng Anh cảm ơn The Bowery Theatre đã tổ chức một buổi văn nghệ để cho ông có thể giới thiệu dòng nhạc của ông với cộng đồng Việt Úc và cũng cảm ơn khán thính giả đã đến dự buổi văn nghệ này. Ông Hồng Anh có thể đã làm khán thính giả ngạc nhiên khi cho biết chương trình chỉ gồm 10 ca khúc và chỉ kéo dài trong tối đa 1 tiếng đồng hồ, sau đó không có giờ giải lao. 10 ca khúc được các ca sĩ thay nhau hát xen kẽ và người trước giới thiệu người sau, không có MC. Thỉnh thoảng, ông Hồng Anh giới thiệu rất ngắn gọn, ý nghĩa và thời gian sáng tác ca khúc bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Mở đầu chương trình, ông Hồng Anh trình bày ca khúc Prayer for Australia, chỉ hát bằng tiếng Anh với sự phụ họa guitar solo của nhạc sĩ Bình Cadillac. Những ca khúc kế tiếp được các ca sĩ thay nhau trình diễn gồm Dương Hòa, Duy Thiên và Hồng Anh. Câu kết của bài hát Trời ban cho, xin tạ ơn chưa được hơn khép lại một chương trình nhạc thính phòng với dòng nhạc Nguyễn Hồng Anh. Buổi ca nhạc được đánh giá là một chương trình văn nghệ đặc biệt và thành công, để lại ấn tượng tốt trong lòng khán thính giả. Để xem toàn bộ chương trình văn nghệ dòng nhạc Nguyễn Hồng Anh tại The Bowery Theatre, xin mời quý vị khán giả truy cập website chương trình tvchessonline.com.au trong vài ngày tới. Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới thủ đô Washington, ông Turnbull khẳng định Úc bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không trên toàn thế giới. Phát biểu trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Trump hoan nghênh mối quan hệ Mỹ-Úc là mối quan hệ đồng minh bền vững, đã kéo dài suốt một thế kỷ, trong đó hai bên hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chống khủng bố, thương mại và người di cư. Về phần mình, Thủ tướng Turnbull cho rằng quan hệ hợp tác song phương sẽ giúp tạo thêm việc làm cho cả hai nước. Ông Turnbull cũng không loại trừ khả năng hải quân nước này tham gia các cuộc tuần tra tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông rất muốn điều này diễn ra. Hợp tác quốc phòng là một nội dung chủ đạo trong cuộc hội đàm, bao gồm thúc đẩy hợp tác trong các chiến dịch chống khủng bố tại Iraq, Syria và Afghanistan. Sáng nay 26 tháng 2, ông Michael McCormack, 53 tuổi, đã được Đảng Quốc gia trong Liên minh cầm quyền của Úc bầu làm lãnh đạo đảng này, đồng thời sẽ nắm giữ cương vị Phó Thủ tướng Úc thay cho ông Barnaby Joyce, người vừa mới từ chức vì bê bối liên quan đến người tình. Ông Joyce sẽ lùi về hàng ghế sau, trong khi ông McCormack đã được đưa vào nội các, đảm nhiệm vai trò đứng đầu của Bộ Giao thông và Hạ tầng. Ông McCormack dự kiến sẽ thúc đẩy danh mục đầu tư doanh nghiệp nhỏ được đưa vào nội các như là một phần trong thỏa thuận mới với liên đảng mà ông sẽ đàm phán với Thủ tướng Malcolm Turnbull. Cục Dự báo Khí tượng đã xác nhận rằng
trận mưa lớn đổ xuống nhiều khu vực của Canberra là sự kiện thời tiết xảy ra với tần suất một lần trong 100 năm. Các dịch vụ khẩn cấp đã phải làm việc liên tục để đáp ứng 250 công việc khác nhau về thời tiết trong ngày hôm qua, do lượng mưa trong một giờ tương đương lượng mưa trung bình của một tháng. Sân bay Canberra xác nhận lượng mưa 64mm trong vòng 24 giờ kể từ 9 giờ sáng hôm Chủ nhật, phần lớn trong số đó đổ xuống trong khoảng thời gian 1 tiếng đồng hồ. Được biết, thời tiết tồi tệ hơn ở các vùng phía Tây và phía Bắc, một số nơi có lượng mưa đo được là 165mm trong vòng 48 giờ đồng hồ, tính đến 10 giờ sáng thứ Hai. Hiện cảnh sát và các đội cứu hộ đang làm việc không ngừng nghỉ để hỗ trợ người dân gặp sự cố trong trận mưa lớn kỷ lục này. Và cuối cùng là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Thế vận hội mùa đông lần thứ 23 tại Pyeongchang, Hàn Quốc đã kết thúc tốt đẹp vào ngày Chủ nhật 25 tháng 2. Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 20 giờ theo giờ địa phương, ghi dấu nhiều sự kiện thể thao và ngoại giao đáng nhớ, nhất là sự hiện diện của phái đoàn quan trọng của Bắc Triều Tiên. Olympic Pyeongchang 2018 là kỳ Olympic đặc biệt với Hàn Quốc và Triều Tiên. Ủy ban Olympic Quốc tế đã cho phép Triều Tiên tham gia thi đấu 3 bộ môn với 5 nội dung, gồm trượt băng nghệ thuật đôi nam nữ, trượt băng tốc độ và khúc côn cầu trên băng nữ. Ngoài dấu ấn ngoại giao nói trên, Olympic Pyeongchang 2018 còn là kỳ thế vận hội mùa đông đầu tiên trong lịch sử, có hơn 100 huy chương vàng được trao. Với 14 huy chương vàng, 14 huy chương bạc, 11 huy chương đồng, đoàn thể thao Na Uy đã giành ngôi đầu của đại hội, qua đó khẳng định vị trí số 1 của mình trên đấu trường thể thao mùa đông. Cũng trong chiều hôm qua, trong cuộc gặp kéo dài 1 giờ với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Kim Jong-cho, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên và là quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề liên triều, nói rằng Bình Nhưỡng đã đủ sẵn sàng để bắt đầu đối thoại với Washington. Sau khi thông tin trên được đưa ra, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết Mỹ sẽ xem xét đề xuất của Triều Tiên. Mỹ lâu nay vẫn theo đuổi lập trường rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào với Triều Tiên sẽ phải tập trung vào vấn đề xóa sổ hạt nhân tại nước này. Song cho đến nay, chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn khẳng định chương trình phát triển vũ khí hạt nhân là vấn đề không thể đem ra đàm phán. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ hôm 23 tháng 2 đã công bố các lệnh trừng phạt mới nhất nhằm vào gần 60 công ty và tàu thuyền có liên quan tới Triều Tiên, nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Triều Tiên sau đó đã lên tiếng chỉ trích gói trừng phạt được coi là mạnh nhất từ trước đến nay này. Tân Hoa Xã ngày 25 tháng 2 đưa tin, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất hủy bỏ quy định giới hạn về nhiệm kỳ đối với chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước. Theo Hiến pháp, các vị trí lãnh đạo này không được phục vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông Tập Cận Bình đã giữ chức Chủ tịch Trung Quốc từ năm 2013 và quy định này buộc ông không được tiếp tục tái cử khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 2 vào năm 2023. Tân Hoa Xã không đưa thêm chi tiết, nhưng cho biết đề nghị đầy đủ sẽ được công bố sớm. Đề nghị này sẽ được trình trước các nhà lập pháp trong phiên họp toàn thể của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc, dự tính bắt đầu vào ngày 5 tháng 3. Tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc năm ngoái, ông Tập Cận Bình đã khẳng định vị trí của mình như một lãnh đạo quyền lực nhất sau cố chủ tịch Mao Trạch Đông. Tư tưởng của ông cũng được ghi vào điều lệ đảng và trái với thông lệ, không có người kế nhiệm nào được tiết lộ. BBC dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết họ đang xử lý một vụ việc nghiêm trọng sau khi có báo cáo về một vụ nổ lúc 19 giờ ngày 25 tháng 2 theo giờ địa phương. Người phát ngôn cảnh sát Leicester cho biết, theo điều tra ban đầu, vụ việc không liên quan đến khủng bố. Tuyến phố Calis và đường Hingley, nơi xảy ra vụ nổ đã bị phong tỏa, nhiều người dân được yêu cầu tránh tiếp cận khu vực. Theo bệnh viện của Đại học Leicester, trong số 6 người bị thương được chuyển tới đây, có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch và 4 người khác bị thương nhẹ. Ngay sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát đã điều 6 xe cứu hỏa tới hiện trường. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Chính phủ Nigeria ngày 25 tháng 2 xác nhận 110 nữ sinh vẫn đang mất tích sau khi phiến quân Boko Haram tấn công trường cao đẳng công nghệ và khoa học ở thị trấn Dapchi, bang Yobe, đông bắc nước này. Ngày 23 tháng 2, Tổng thống Muhammadu Buhari đã gửi lời xin lỗi đến gia đình các nữ sinh, coi đây là thảm họa quốc gia. Ông cũng cam kết sẽ giải cứu các nữ sinh, đồng thời ra lệnh triển khai thêm quân và máy bay giám sát để tìm kiếm. Kể từ cuộc nổi dậy cách đây 8 năm nhằm âm mưu thiết lập cái gọi là một nhà nước Hồi giáo, nhóm phiến quân Boko Haram đã phát động các cuộc tấn công và tiến hành hàng loạt vụ đánh bom liều chết ở các quốc gia thuộc lưu vực Hồ Chad, khi ít nhất 20.000 người thiệt mạng và 2,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để lánh nạn. Tuy nhiên, theo giới quan sát,
nhóm phiến quân hiện đang trên đà tan rã. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin của Tin Giờ San ngày hôm nay. Nhân dịp đầu xuân năm mới, chúng tôi xin gửi tới quý khán giả của Tin Giờ San lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng.